Cho các bạn tiếp tục test lại cái servo khá là thú vị ha. Cái mà trước đây mình giới thiệu, cái này hôm qua quá. Mát servo motor nha. Thì 750W mà cái xác nó nhìn rất là hầm hố các bạn. Xác nó rất là lớn nha. So với cái Panasonic thì nó gấp 4-5 lần nha. Thì khi mà test lực sơ bộ á, lực kéo con này thì rất là cao. Nó cao hơn con Panasonic này rất là nhiều các bạn. Lực kéo nha. Con này thì thiên về lực kéo chứ nó không thiên về tốc độ nha. Và thiên về lực kéo, và nếu ở đây đúng là cái cổng Hall sensor, nếu đúng là cổng đó thì nó vừa thiên về lực kéo mà nó vừa thiên về chạy giống như chạy moment á. Chạy moment thì trong các cách chạy servo thì có chạy speed nè, chạy vị trí nè, chạy moment nè. Moment tức là gì? Ví dụ như khi mà nó ở một tốc độ, một ví dụ 100 vòng một phút đi. Cái lực cái tải á nó nặng hay nó nhẹ, hoặc là nó nặng từ từ nó nặng lên nữa, thì động cơ nó sẽ phát ra một cái lực moment nghịch lại để vẫn giữ đúng cái tốc độ. Nếu mà các bạn có cái cổng heo ấy nha, nó sẽ đảm bảo hơn, nó không bị mất, gọi là mất heo, mất không là mất mất lực á, nó không bị tuột lực. Tức là cái heo đó nó sẽ đếm cái giá trị vòng quay, nó đếm cái rotor, nó đếm, nó sẽ bổ trợ. Ví dụ như khi có một lực giữ, một lực tải á, thì lực tải càng lớn thì nó sẽ sinh ra một cái moment nghịch lại để vẫn duy trì được tốc độ 100 vòng một phút. Nếu mà đúng cái cổng này là cổng Hall sensor nha. Nó chạy thiên về lực nặng mười mấy kg nha, khoảng 14 kg. Và con này còn rất là mới, chạy cực kỳ êm luôn, êm ru luôn. Tua cũng rất là cao nha, mình không có đo nha. Mà tua này thì tầm không tới 2000. Chắc lát đo luôn quá, chắc để mình dán mình đo luôn. Và bạn nào có xài cái tải này nè, Baby Y nè, thì mình xin thưa là cái giấy này nè cực kỳ tốt luôn. Bạn khỏi mất công mất tiền mua thêm cái giấy phản quang, tại vì xài cái này cũng bất tiện, cái giấy sẵn phản quang mới chính xác. Thì mình sẵn là mình xài luôn cái này. Trước đây thì mình cũng lo lắng nhưng mà bây giờ không lo lắng nữa nha. Và cái keo nó dính rất là tốt. Cái giấy này thì các bạn dán trên cái nền tối nha. Các bạn dán lên cái nền sáng sáng này thì nó đo rất là nó dễ sai số các bạn. Tại nền tối á, cái nó đọc và cái giấy phản quang này nè thì nó hiệu quả hơn. Khoảng 1200 nha. 1100 mấy chục. Ok. Nhưng bù lại lực kéo rất là lớn nha. Con này các bạn xài cho những động cơ, những máy tiện thì quá tuyệt vời ha. Máy tiện gì đó. Và có một chức năng ha. Cái chức năng này sẽ giúp vận hành ok hơn. Đặc biệt là phía sau nó có cái quạt, cho nên gió nó thổi lên phía trước á, rất là mát luôn. Mặc dù mình chưa có lắp cái nắp chụp đó nha. Nắp chụp thì cái lượng gió nó còn nhiều hơn nữa. Rất là mát ha. Gió nó mặc mấy cái khe này. Ok, khá thú vị. Quay các bạn xem nha.